tên là Lê Minh Đức Vi, 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài, nghề của gia truyền cha. À, nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Thuận, quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7, bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ, em ở huyện Cái Bè. Mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không ăn chè, không giấy gú, không tam đổ tường. Tam đổ tường là sao em? Dạ. Tam đổ tường mà em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ, có nhậu chị. Có nhậu nhiều không? Dạ, cũng ít rồi chị. Thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ, ngủ rồi chứ đâu gì chị. À, ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ, đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Có tật xấu gì không? Dạ, cũng nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ, làm biến. Thay hay gọi là làm biến nhất thay á. Là gì nữa? Hay ngủ nướng, nhát gái không? Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biến nữa rồi có tắm rửa nhà cửa, có quét dọn gì không? Dạ, nhà nửa tháng quét lần chị. Rồi bao lâu? Tắm cũng cỡ nửa tháng tắm lần đúng không? Dạ, tắm ngày nào cũng tắm. Ừ, đâu, nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em là khi em làm việc em rất là tập trung. Còn khuyết điểm của em thì bao la. Rồi, thử vài điểm, vài khuyết điểm. Dạ, em mê chơi game. Trong lúc em chơi game em rất là nóng, mình không thích ai mà tác động vô. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ anh hai em. Rồi chơi em chơi dở này kia vậy đó. Rồi em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ thì tay em hơi nhẹ hơn người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ cho ngọt á. À đánh nhẹ thì nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Ừ, không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn đó chị. À, vậy tốt chứ, chế biến gì? Không, là em chế chứ không phải là... Anh hai em hay kêu em chế Linh Tiên Sinh lắm. Em ăn mì với cháo. Mì gì? Mì gói hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo? Xong rồi cá mồi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mồi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi là mì gói bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi có nấu thể cháo. Nấu cháo bịch cũng được. Nấu cháo bịch cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mồi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mồi chị hơi dầm ra xíu. Cá mồi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử coi sao nha. Rồi món gì nữa em? Còn món nữa là bò viên á chị. Ờ bò viên. Xong em cắt ra. Cắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên luôn. Em mốt em chế ra cái món cá hồi em xay nhuyễn em bỏ đường dắt chanh làm nước chanh uống ngon lắm em. Cảm nhận của bạn nam sao khi nghe những món ăn của bạn nữ? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Miền Tây có món cá tra nấu chè ngon lắm em. Trời ơi. Sáng tạo phải sáng tạo tới vậy luôn á. À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình hơn năm chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì sao quá. Tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó là anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa? Cà Mau chị. Cà Mau, tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được hai mối tình chị. Vậy mà nãy ông nói nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À. 17 tuổi. Em thua trước hả? Vậy bạn gái thì nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. À. Cái ông chủ uống suối á nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ gái ta. Mà cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen. Có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ, quen được một năm thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Gặp mặt thì em cũng thích chị. Xong rồi em tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em, cái cô đồng ý. Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi á. Lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Ủa gạt người ta làm chi vậy không biết hả?
tội nghiệp nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cổ sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cổ trốn luôn. Dạ mối tình thứ hai của em thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. À, sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi, cũng xa. Ai mất cảm giác? Luôn. Dạ hai bên. Ô cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường rồi được rồi chị. Trời ơi, chị cảm ơn em. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Đừng nóng tính quá là được rồi chị. Cô chị nóng tính nó chơi game mà nhào vô là quýnh luôn á. Nhẹ. Còn em gái, em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào em gái. Cao mét mấy? Mét 9 chữ 20cm. Còn giật mình. Tưởng đâu mét 9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ. Bệnh hơi làm biến không biết sao. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ hiền với có đạo đức là được. Đây hiền khô, mặt coi vậy hiền khô à. Dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ dạ. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần. Với lại dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á. Như mình mua đồ, mua hàng gì đó. Mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó. Mình vẫn phải tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó. Mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Vui vẻ, cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh không mua, cảm ơn em. Vậy ha? Dạ. Cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai và tiền ngân hàng gì đó. Cười sát từ tối tới chiều phù hoài luôn nha. Rồi, được rồi. Cô bên kia là cũng dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được đó. Đàn dạ, trai em cũng trắng như đàn gái luôn à. Đàn dâu được không em? Được phải không? Tốt. Rồi chào em. Ôi dạ, trời ơi sao nó ngược dữ vậy? Ây dạ. Đậm đà ha. Dạ. Mai mốt lấy vợ về mình có lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào để phát triển cái... kinh tế gia đình nuôi vợ nuôi con chưa? Rồi. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về cái bè em mở cửa hàng điện lạnh. À, là làm dâu đúng không? Chắc không phải làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu cơ. À, có dạ, cửa hàng riêng mình ở cái cửa hàng luôn. Thì dạ dự định của em là vậy chị. Cái bè nhưng mà em ở dưới bè ở trên bè. Dạ ở trên đường vậy. Trên đường. À. Mà bên nhà nhát gái mà chị ai đăng ký chương trình? Dạ ba mẹ em hối quá trời. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn. Ngày nào cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò á. Xem tụ tập. Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài nè, cho em thuộc lòng em lên đây. Mà lên gùng quá. Hả? Giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Gùng quá trời. Gùng quá trời luôn hả? Dạ. Giờ cái nhiệm vụ của em là làm sao cho con tim bên đây mà lên tiếng là coi như được. Dạ. Rồi cố gắng lên nha. Ủa ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò. Dạ fan ruột luôn á chị. À rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ tầm khoảng 1 năm rưỡi. À 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi vậy cũng được. Hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho tham gia chương trình. Hôm nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có đi với ba với em trai em. À rồi. Rồi chào chú. Xin chào là chú Huyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi cha anh Thận. Chào cháu. Dạ anh chào. Chào quý khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà tiểu thảo với cha mẹ có tính tình hơi nhút nhát. Cháu đây thì thấy đẹp được. Cảm ơn. Bắt mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi dạ cảm ơn bác trai. Nên em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ chào bác. Xin chào chú Quyền Linh Địch Trai. Xin chào, chào cô chú. Cát Tường rất là dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ chào chú. Chú mới tiếp xúc với con có một chút à. Nhưng mà dạ, chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc
Thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ, có bốn anh em trai. Bốn anh em trai, con thứ mấy? Dạ, con thứ tư. Rồi, bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình, thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Gia đình chú. À, con chọn gia đình ở trên. Rồi nếu như trong khi con lập gia đình thì hàng trăm đức tính, thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này. Người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi thu thân, thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thường. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết. Quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu. Đại khái như chú ngày nay cũng vậy, chú nghe lời vợ nó không hư con. Thím nói gì chú nghe. Đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy? Tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ. Rồi thôi, có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, Bích Phi, tức là cháu nói với con như thế này. Cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con, và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Dạ. Mời chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mở đầu. Cảm ơn quà tặng em. Cảm ơn anh. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh dễ thương, mặn mà. Cảm ơn. Không biết em học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, chắc mai giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. Dạ. Anh đi trên Sài Gòn như bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Dạ. Nếu có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Em trai. Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Rồi hai đứa tính, thí dụ yêu xa vậy tính sao? Nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ 1 tuần 2 tuần mới về được, chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Thôi cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng qua cái cầu là tới rồi. Em qua phà Dầm Cống là chỗ nào ta có đó. Làm gì phà Dầm Cống? Dầm Cống là đi Long Xuyên không ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị lạc cái khúc mới vô Cần Thơ. Trời ơi, ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên? Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm gì luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ở đây cũng gần mà, nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường mà. Nói chung mà nếu mà quen được em á thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để
yêu thương em. Dạ. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nhá, máy lạnh nhà em hư thì sao? Em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. À. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Ủa cái nút này nè, đi qua cầu Mỹ Đức Tây rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Sao bấm sớm vậy cưng? Em sợ nút không em. À, nè, dễ thương quá ha. Bây giờ á, nắm tay trước đi đã. Trời, rung lên. Dạ, thưa hai bác, thì hôm nay đến chương trình được quay MV thì con rất là vui. Nên con xin phép hai bác cho con được quay MV. Và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho MV. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Đúng chưa? Được rồi, đúng tóc, tóc rồi. Đúng tóc đâu có được. Thôi dùng. Thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Tay nhau.